Hoa hồng đậm hương nồng thắm, màu da cam tươi đẹp mê hồn, hoa tulip cao sang thanh nhã, những loài hoa và sắc màu tươi đẹp này vốn được người đời yêu thích. Nhưng chẳng có ai nghĩ rằng hoa tươi với chính trị, sắc màu với cách mạng lại kết bạn với nhau thành từng đôi tuyệt diệu, thành những tiêu chí và danh từ thay thế của từng trận phong ba chính trị trên vũ đài quốc tế đầu thế kỷ mới. Ngày 22 tháng 11 năm 2003, trong sự kiện thay đổi chính quyền vẻn vẹn 36 tiếng đồng hồ xảy ra tại Georgia, hình ảnh lãnh tụ phe đối lập Saakashvili tay giơ bông hoa hồng được dân chúng vây quanh khi vào nhà quốc hội, được một số hãng truyền thông phương Tây tô đậm thành hình ảnh mang tính tiêu chí. Saakashvili vì thế được nhận danh hiệu nhà cách mạng hoa hồng và tổng thống hoa hồng. Và sự kiện này cũng được phong một danh hiệu mỹ miều là cách mạng hoa hồng. Vậy cách mạng hoa hồng cuối cùng là cuộc cách mạng gì vậy? Ngày 2 tháng 11 năm 2003, ngày bầu cử quốc hội của Georgia. Ngày 20, Ủy ban bầu cử Trung ương Georgia chính thức công bố kết quả bầu cử quốc hội. Đảng Vì Georgia mới do Tổng thống đương nhiệm Shevardnadze lãnh đạo giành được 21,32% số phiếu. Đảng Phong trào Dân tộc đối lập cấp tiến do Saakashvili lãnh đạo và Đảng do Burchanadze lãnh đạo lần lượt giành 18,8% và 8,79% số phiếu. Sau đó, Tổng thống tuyên bố ngày 22 tổ chức kỳ họp quốc hội đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Chính trong ngày hôm đó, lãnh tụ phe đối lập cấp tiến Saakashvili không công nhận kết quả bầu cử, chỉ trích bầu cử gian lận, tuyên bố chống lại quốc hội mới, đòi Tổng thống Shevardnadze từ chức. Phe đối lập quyết định hoạt động phản đối tại trung tâm thành phố Tbilisi, hô hào bầu cử lại. Những người ủng hộ phái đối lập từ khắp đất nước Georgia nườm nượp kéo về thủ đô Tbilisi, tổ chức hoạt động phản đối tại trung tâm thành phố. Họ xông vào nhà quốc hội làm cho phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa mới buộc phải dừng lại. Tổng thống Shevardnadze phải rời hội trường dưới sự bảo vệ của cảnh vệ. Ngày 23 tháng 11, tình hình thay đổi đột ngột. Sau cuộc gặp với Saakashvili, Shevardnadze tuyên bố từ chức Tổng thống. Shevardnadze, 75 tuổi, từng giữ chức Tổng thống Georgia 11 năm. Trước sự bao vây tấn công liên tiếp của phe đối lập, đã phải lùi từng bước và cuối cùng mái đầu bạc trắng của ông đành phải bất lực cúi xuống. Ngày 4 tháng 1 năm 2004, Saakashvili được bầu làm Tổng thống Georgia, cuộc cách mạng hoa hồng đến đây hạ màn. Một năm sau, một cơn bão khác lại chạy dọc theo bờ biển đen thổi đến Ukraine. Màn kịch vừa diễn ra ở Georgia lại tái diễn ở Ukraine. Chỉ khác là từ màu đỏ thắm của hoa hồng chuyển sang màu da cam rực rỡ. Ngày 21 tháng 11 năm 2004, bầu cử Tổng thống vòng 2 của Ukraine kết thúc.
Thủ tướng đương nhiệm Yanukovych giành 49,42% số phiếu. Đối thủ cạnh tranh của ông giành 46,7% số phiếu. За Януковича Віктор 691 голос. Або Tối ngày 24, Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine tuyên bố Yanukovych trúng cử Tổng thống khóa mới. Trước kết quả đó, Yushchenko lập tức chỉ trích trò gian lận và tiêu cực trong bầu cử, hô hào những người ủng hộ xuống đường biểu tình chống đối. Hơn 5 vạn người ủng hộ Yushchenko đã kéo đến quảng trường độc lập của thủ đô Kiev tiến hành biểu tình. Phủ Tổng thống cũng bị những người ủng hộ bao vây. Yushchenko đến nói chuyện trước hàng vạn người ủng hộ tại quảng trường độc lập. Tuyên bố từ ngày 25, tổ chức bãi công trên toàn quốc Ukraine, thành lập Ủy ban Cứu nước Bảo vệ Dân chủ. Người liên danh tranh cử với ông là Timoshenko cũng bày tỏ chống đối đến cùng và trong vòng 3 tuần thực hiện cách mạng kiểu Georgia. Không đợi đến 3 tuần, thái độ của Quốc hội và Tổng thống đã thay đổi 180 độ. Ngày 8 tháng 12, Xô Viết tối cao Ukraine đã thông qua tu chính án sửa đổi hiến pháp và luật bầu cử. Tổng thống Kuchma lập tức ký vào và có hiệu lực. Ngày 26 tháng 12, bầu cử của Ukraine phải tổ chức lại cuộc bỏ phiếu vòng 2. Yushchenko chiếm ưu thế, chiến thắng Yanukovych. Ngày 17 tháng 1 năm 2005, Yushchenko nhậm chức Tổng thống. Cơn bão cách mạng màu da cam tạm thời lắng xuống. Cách mạng màu da cam vừa mới hạ màn thì tấm màn cách mạng hoa tulip lại bắt đầu kéo ra ở Kyrgyzstan. Ngày 27 tháng 2 năm 2005, Kyrgyzstan bắt đầu bầu cử quốc hội. Trong 71 nghị sĩ trúng cử, phe thân chính phủ chiếm gần 30 người. Số nghị sĩ của phe đối lập chỉ có 10 người. Ngày 19 tháng 3, sau khi công bố kết quả bầu cử, phe đối lập bày tỏ không chấp nhận, lập tức bắt đầu tổ chức hoạt động chống đối. Họ tổ chức bao vây tấn công và đốt phá ở bang Osh và bang Jalalabad, chiếm sân bay và trụ sở chính quyền, đòi Tổng thống AKF từ chức, làm náo động đến tận thủ đô Bishkek và một số thành phố khác. Ở Bishkek, những kẻ bạo hành đã xông vào các cửa hàng siêu thị cướp phá hoành hành. Đây là một màn đẫm máu và bạo lực nhất trong một loạt sự kiện của cái gọi là cách mạng hoa tulip. Ngày 24 tháng 3, Tòa án tối cao Kyrgyzstan tuyên bố kết quả bầu cử quốc hội trước đó không lâu là vô hiệu. Tiếp đó, trong tình hình nhà đương cục triệt để bỏ chính quyền, phe đối lập đã chiếm phủ tổng thống và nhà làm việc của chính phủ. Buổi tối, AKF bỏ trốn ra nước ngoài. Phe đối lập tuyên bố tiếp quản chính quyền. Ngày 3 tháng 4, AKF tuyên bố từ chức Tổng thống. Tháng 8, Bakiev, người giữ lập trường trung gian được bầu làm Tổng thống mới. Vì Kyrgyzstan sản xuất hoa tulip, cho nên cái gọi là cuộc cách mạng 7 ngày này được báo chí phương Tây đặt cho cái tên là cách mạng hoa tulip hoặc cách mạng màu vàng.
Điều đáng chú ý là những sự kiện tắm máu và bạo lực trong cách mạng Hoa Tulip đã nhuốm một màu sắc khác cho cơn bão thay đổi chính quyền này. Từ cách mạng Hoa Hồng đến cách mạng màu da cam, lại đến cách mạng Hoa Tulip. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1.5 năm, xảy ra 3 cơn bão thay đổi chính quyền tại các nước SNG. Bởi biểu tượng sắc hoa tươi thắm đập vào mắt nên được báo chí phương Tây đội cho cái vương miện cách mạng màu. Sau đó được chính giới và dư luận phương Tây xào xáo thành một khái niệm mới, một danh từ mới. Từ đó, cách mạng màu được nhanh chóng lan truyền. Không chỉ có vậy, vô số triệu chứng của cách mạng màu liên tục xuất hiện ở các khu vực nhạy cảm chính trị trên thế giới. Tháng 2 năm 2005, Tajikistan bầu cử quốc hội, bang Leninabad xuất hiện tình trạng lộn xộn. Tháng 3 năm 2005, phe đối lập ở Belarus xuống đường, phát động cuộc cách mạng hoa tuyết, còn được gọi là cách mạng màu trắng. Tháng 5 năm 2005, thế lực cực đoan ở Uzbekistan thừa cơ nổi dậy tại thành phố Andijan gây ra sự kiện hỗn loạn gọi là cách mạng hoa bông. Đồng thời, ở một số nước khác như Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Moldova và cả Liban, Việt Nam, Venezuela, Cuba, v.v. cũng xảy ra những hiện tượng tương tự kiểu cách mạng màu. Người ta không thể không đặt câu hỏi, hoa tươi và màu sắc trong cách mạng màu cuối cùng có sức hấp dẫn gì? Phe đối lập rời rạc nhỏ yếu tại sao có thể lên nắm quyền dễ dàng vậy? Tại sao 3 sự kiện thay đổi chính quyền lại có quá trình giống nhau đến vậy? Tại sao 3 cuộc gọi là cách mạng lại đều xảy ra ở SNG? Quá nhiều điều bí ẩn đáng nghi ngờ. Có lẽ chính những người đương sự của sự kiện cách mạng màu có thể tìm ra cách giải mã của những bí mật đó. Shevardnadze từng tự nhận là người chấp hành trung thành nhất các chính sách phương Tây mà trong cách mạng Hoa Hồng cũng bị đuổi khỏi vũ đài. Ông thất vọng nói, chính thế giới phương Tây đã bán đứng tôi. Vợ của Yanukovych, bà Lyudmila, nhà lãnh đạo của phe màu xanh trắng trong cách mạng da cam, nói, phong trào của phe đối lập thực tế là hội màu da cam do Mỹ thao túng. Sau sự kiện, AKF cũng nói với báo chí về nguyên nhân lực lượng phái đối lập lớn mạnh đến như vậy. Họ được sự ủng hộ của các cơ quan như Viện Nghiên cứu Dân chủ Quốc gia của Mỹ, ở đó họ có được nguồn kinh phí bất tận và sự đào tạo toàn diện. Là đương sự của cách mạng màu, tiếng gào của họ đã hé lộ những điều bí ẩn và mở ra cửa sổ ánh sáng cho chúng ta. Đây là trụ sở của một tổ chức phi chính phủ đặt tại New York, chuyên môn bồi dưỡng đào tạo và viện trợ tài chính cho phong trào thanh niên và các hoạt động chính trị đường phố ở các nước SNG. Người lãnh đạo là Aydan Chan, hiển nhiên thuộc lầu lầu kế hoạch chiến lược của họ. Màu xanh lục là khu vực các nước được gọi là dân chủ hiện nay. Ukraine, Georgia vẫn màu vàng. Cuộc cách mạng màu da cam của Ukraine nổ ra năm 2004 trong tiến trình dân chủ hóa. Hiện nay họ chỉ thuộc giai đoạn cơ sở mà thôi. Còn cải cách ở Georgia thì còn lâu mới đủ. Cải cách chế độ còn chưa triển khai, bởi thế đây mới chỉ là màu vàng. Chỗ màu lam này là trọng điểm công tác của chúng ta sau này. Thực hiện cải cách tương đối khó. Vùng này là đâu? Là Nga, Trung Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út. Trên thực tế, chúng ta đã tài trợ cho mỗi người Ukraine 30.000 đô la. Hàng trăm thanh niên nhận lời mời tham gia tập huấn, đã tiến hành bồi dưỡng đào tạo họ, dạy họ chú ý đến động thái xã hội, chú ý đến sự ủng hộ và phản đối của lòng người, và hướng dẫn hướng đi trong ý thức dân chúng thế nào khi bầu cử đến gần, v.v. Có lẽ đây chính là cái đáy bí ẩn của cách mạng màu. Đây chính là sức mạnh thần bí đằng sau cách mạng màu. Trên thực tế, một nước lớn phương Tây nọ từ lâu đã vạch ra quy hoạch cho cục diện chính trị toàn cầu trong tương lai. Những vùng xanh lam được đánh dấu trên bản đồ cùng với nhiều quốc gia mục tiêu khiến người ta nhìn mà sợ.
Tổ chim rơi lẽ nào chứng vẫn nguyên? Georgia, Ukraine và Kyrgyzstan, những quốc gia nằm quanh Nga có vị trí chiến lược cực kỳ then chốt này, có lẽ kể từ giờ phút Liên Xô tan rã, đã trở thành con cờ được bố trí theo ý muốn trên bàn cờ chiến lược của nước khác. Bởi thế, muốn truy tìm ngọn nguồn của cách mạng màu, chúng ta không thể không nhìn xa hơn một chút. Phải nhận thức một cách tỉnh táo rằng cách mạng màu không phải là sự kiện chính trị ba khu vực cô lập này. Về bản chất, nó là kết quả tất yếu của chiến lược lâu dài diễn biến hòa bình và kiềm chế của phương Tây. Giao thời giữa thập kỷ 80 và thập kỷ 90 của thế kỷ trước, bản đồ chính trị thế giới xuất hiện sự biến động cực mạnh trước sự tấn công về chính trị, kinh tế, ngoại giao và hình thái ý thức của các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu. Phe xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu do Liên Xô đứng đầu đã phân liệt và tan rã. Ngày 12 tháng 9 năm 1989, lực lượng đối lập Ba Lan, công đoàn đoàn kết lên cầm quyền, Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan mất chính quyền. Ngày 7 tháng 10 năm 1989, Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Hungary đổi tên, tự động vứt bỏ địa vị cầm quyền. Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Ngày 26 tháng 11 năm 1989, Trung ương Đảng Cộng sản Czechoslovakia từ chức tập thể. Ngày 10 tháng 12, Chính phủ Hòa giải Dân tộc thành lập. Ngày 29 tháng 12, Havel được bầu làm Tổng thống. Ngày 25 tháng 12 năm 1989, vợ chồng Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Romania Ceaușescu bị Tòa án quân sự đặc biệt xử tử. Đảng Cộng sản Romania bị tuyên bố phi pháp. Ngày 19 tháng 12 năm 1990, chính phủ do những người phi cộng sản lãnh đạo đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới tại Bulgaria tuyên bố thành lập. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev với tư cách người lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã phát biểu 12 phút. Sau đó, lá quốc kỳ Liên Xô in hình búa liềm hạ xuống trên nóc điện Kremlin. Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa, một cường quốc với 22 triệu 400.000 km vuông trải dài trên hai châu lục Á-Âu, tan rã bại vong trong khoảnh khắc. Năm 1947, chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ là George Kennan đã nói, phải làm cho Liên Xô từ một quốc gia mạnh nhất trong một đêm biến thành một quốc gia yếu nhất và đáng thương hại nhất. 44 năm sau, câu nói của Kennan đã ứng nghiệm. Liên Xô không phải bị đánh bại và tan rã trong chiến tranh, mà là mất đảng, mất nước trong quá trình cải tổ một cách hòa bình. Không phải bị phe đối lập chính trị trực tiếp đánh đổ, mà là do những người lãnh đạo tự tuyên bố giải tán, mất nước. Hiển nhiên, qua việc thực hiện chiến lược kiềm chế từ bên ngoài cộng với diễn biến bên trong kéo dài nửa thế kỷ, phe phương Tây cuối cùng đã đạt được kết cục mong chờ trong mơ. Hơn nữa, những kinh nghiệm thông qua việc đào tạo những người đại lý đánh đổ một chế độ, một chính đảng, một quốc gia rõ ràng đã cho họ những gợi ý lớn. Lịch sử từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay đã thể hiện rõ, chỉ dùng vũ phải trả giá cao, chỉ có lấy văn mở đường, lấy vũ bảo đảm, hai tay văn vũ cùng đan xen kết hợp mới là con đường đến chiến thắng. Tổng thống Mỹ Bush trong diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai đã nói, nước Mỹ sẽ thúc đẩy phong trào dân chủ và thiết lập chế độ dân chủ ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Mục tiêu cuối cùng là loại trừ tận gốc chính trị bạo lực. Bởi vậy, vạch ra cách mạng không đổ máu, thực hiện cải tạo thuần hóa trên toàn cầu liền trở thành nhiệm vụ trọng yếu trong nhiệm kỳ thứ hai của Bush. Phong trào cải tạo thuần hóa này chính là chiến lược diễn biến hòa bình mà các nước phương Tây thực hiện nhằm đánh đổ phe xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ chiến tranh lạnh và được kéo dài trong bối cảnh lịch sử mới.
để tiêu thụ được cái dân chủ. Các nước lớn phương Tây không chỉ bỏ tiền bỏ sức ra giúp phe đối lập nước khác, mà còn ủng hộ các kiểu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, đồng thời tích cực thiết lập các cơ quan chuyên môn trong nước mình, đẩy mạnh dân chủ hóa trên phạm vi toàn thế giới. Cụ thể như, để chỉ huy được tốt hơn, hiệu quả hơn, năm 2006, Mỹ đã bỏ ra 24 triệu đô la lập một cơ quan riêng trong Bộ Ngoại giao gọi là Văn phòng Tái thiết và Ổn định. Xây dựng đội quân phản ứng nhanh, hoàn toàn mới, gồm các nhân viên ngoại giao và quan chức ngành hành chính. Dưới ngọn cờ cứu viện công dân, cử chuyên gia đến các nước dân chủ mới ra đời, nâng đỡ chính quyền của người đại lý. Văn phòng này có thể đặt ra kế hoạch đối phó khủng hoảng nội trong mấy ngày hoặc mấy tuần, chứ không phải mấy tháng hoặc mấy năm như trước đây. Trong cuộc cải tạo thuần hóa với cách gọi khiêm tốn là cách mạng không đổ máu, các nước lớn phương Tây đã vỡ bẫm. Ngày 18 tháng 5 năm 2005, Tổng thống Mỹ Bush tổng kết rằng, để thúc đẩy dân chủ, tiến hành thay chính quyền ở Afghanistan và Iraq, Mỹ gần như đã phải tiêu tốn 300 tỷ đô la. Ngược lại, khuấy động cách mạng màu ở các nước SNG, Mỹ chỉ tiêu hết không đầy 4,6 tỷ đô la đã cải tạo thành công 3 quốc gia. Có thể gọi là làm nhiều việc, tốn ít tiền, đạt hiệu quả, làm một được 10. Các nhà chính trị và các nhà chiến lược phương Tây ngày nay không ngần ngại dùng danh từ đế quốc. Các nhà chính trị phái bảo thủ ở Mỹ thậm chí còn lấy đế quốc La Mã trong lịch sử đã từng thiết lập chính quyền thống trị rộng rãi Á Âu là mô hình có thể bắt chước. Tấm bản đồ này đã thể hiện một cách sinh động tham vọng đế quốc của một số nước lớn phương Tây nào đó muốn cải tạo thế giới. Cách mạng màu tuyệt nhiên không phải là cuộc cách mạng. Nó không cải tạo thể chế này, cũng không làm cho người dân thay đổi cuộc sống thực tế hiện tại. Cả ba quốc gia đều không làm cho cuộc sống của người dân cải thiện rõ rệt bởi cuộc cách mạng màu. Thể chế chính trị, thể chế kinh tế đều không có thay đổi gì. Phải đặc biệt chỉ ra rằng, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, ở một số nước lớn phương Tây, một số nhà chính trị và nhà chiến lược xem ra sứ mệnh của họ càng nặng nề hơn. Họ muốn thôn tính không chỉ là chế độ xã hội chủ nghĩa và các quốc gia xã hội chủ nghĩa nữa. Các quốc gia, các khu vực và các lãnh tụ chính quyền bị coi là cản trở lợi ích của họ, tạo mối đe dọa đối với an ninh kinh tế, chính trị của họ, đến cả lực lượng mềm như tôn giáo, văn hóa, văn minh, v.v. đều nhất loạt liệt vào mục tiêu mà họ phải kiềm chế, tấn công và thuần hóa. Trong bối cảnh đó, một loạt sự kiện cách mạng màu nối tiếp nhau nổ ra trên sân khấu chính trị quốc tế đầu thế kỷ mới.